5 thói quen ăn sáng giúp giảm cân thần tốc mà rất nhiều người chưa biết. Ăn uống lành mạnh, bổ sung thực phẩm hợp lý trong bữa ăn sáng sẽ giúp chúng ta giảm cân, đánh tan mỡ bụng một cách tự nhiên và cực kỳ hiệu quả anh chị nhé. Thứ nhất đó là ăn trứng. Trứng là cái thực phẩm có chứa hàm lượng calo rất là thấp, giúp chúng ta sẽ nhanh no, từ đó hỗ trợ giảm cân rất là hiệu quả. Thứ hai đó là bổ sung protein. Ăn bữa sáng giàu protein đạt hiệu quả giảm cân, giảm lượng calo hàng ngày và giảm cảm giác đói cực kỳ là hiệu quả luôn. Thứ ba là không sử dụng đồ uống có cồn, nó sẽ khiến chúng ta gia tăng mỡ bụng rất là nhiều đấy anh chị ạ. Và thứ tư đó là bổ sung chất béo và chất xơ lành mạnh như là các cái loại dầu từ thực vật tốt cho tim mạch, và thực phẩm giàu chất xơ có thể giúp tăng cảm giác no, rất là quan trọng trong việc kiểm soát sự thèm ăn anh chị nhé. Và cuối cùng thứ năm đó là ăn một bữa sáng đầy đủ, giúp cái quá trình cơ thể của chúng ta đốt cháy calo cao gấp đôi so khi ăn vào bữa tối nhé. Và có một cái cách ăn sáng rất là đơn giản, cực kỳ nhanh, cực kỳ hiệu quả luôn, đó chính là sử dụng bột ngũ cốc giảm cân tiêu mỡ Đức Hoàn Organic, được làm 100% từ các cái loại hạt. Khi ăn vào ấy thì nó sẽ chứa rất là nhiều chất xơ. Mỗi sáng thì chúng ta chỉ cần uống một cốc thôi là sẽ tạo cái cảm giác no rất là lâu, không có cảm thấy đói luôn đấy mọi người ạ. Giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả, dùng tầm 1 tháng thôi là anh chị có thể giảm trung bình từ 3 đến 8 kg và vòng eo sẽ nhỏ đi từ 7 đến 20cm đấy. Anh chị nào đã sử dụng hoặc là anh chị nào cần hỏi thêm thông tin với Trang về cái ngũ cốc này thì cứ hỏi Trang ở phía dưới của video này, Trang sẽ hướng dẫn giải đáp và đồng hành cùng với anh chị nhé. Lương Thị Trang cùng bạn chăm sóc và bảo vệ sức khỏe mỗi ngày.